A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 1 tháng 12 2019, chùa Phổ Hiền chuẩn bị lễ vía Phật Di Đà. Sau lễ của Mỹ là lễ tạ ơn, lễ Black Friday, Thanksgiving, thì quý Phật tử cũng sắp xếp schedule đi vacation, cho nên hôm nay chùa lễ vía cũng hơi vắng. Thì bây giờ chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Chú định cho cái nước vào cái bông lan á, nó bị héo rồi đó. Hôm nay bà con Phật tử về chùa lễ mà là vì trong cái dịp thời tiết lạnh và hôm nay mưa phùn, cũng như là chuẩn bị tiết rơi. Chào quý Phật tử đến chùa dự lễ khánh viếng Đức Tự Phụ A Di Đà hôm nay tại chùa viện Phổ Hiền. Hôm nay quý vị Phật tử cũng dính thời gian về dự lễ cũng hơi vắng, cho nên chúng ta tập trung ngồi tới trước, ngồi trước, ngồi sát bên rồi nắm cúng ha, ngồi hết bên đây bên kia. Thứ hai nữa, hôm nay có cúng thất, cho nên sau khi mà tụng kinh xong rồi tới chừng mà cúng thất, quý vị mặc đồ tang vào để cúng thất, người xả tang để xuống với bàn tổ ha. Cái chương trình hôm nay dài lắm, tới 1 giờ mới xong rồi. Cho nên trong thời gian làm lễ, ta thành tâm không có nói chuyện riêng thứ nhất. Thứ hai nữa, phone chúng ta bật vào rung á, cho nó sai lệnh á. Không có gì quan trọng thì chúng ta test hoặc là không chạy đi tới luôn, nó bị trống cái chỗ rồi những người khác bắt trước á. Tại hôm nay chúng ta quanh không có đông, thì sau khi lễ tạ ơn Thanksgiving á, mọi người lấy vacation đi chơi, rồi một số người thì chắc cũng còn vui vẻ mệt chưa có khỏe nữa, cho nên hôm nay chúng ta lại làm lễ trùng với cái lễ của Mỹ, cho nên cũng hơi vắng. Mong Phật tử chúng ta tập trung và làm lễ cho được trọn vẹn công đức để cúng dường lên Đấng Tự Phụ Di Đà. Chúng ta làm không có đúng ngày, nhưng mà chúng ta phải làm để tránh trùng với những chỗ khác, để Phật tử còn đi được nhiều chùa. Đó là lý do chúng ta tổ chức sớm. Mong quý vị đến trước, ngồi trước, rồi chúng ta chưa có áo tràng thì mượn áo tràng mặc vào, rồi lấy cái pháp y đeo vào cho nó đẹp, lát chụp hình nữa một chút, rồi chụp hình xong rồi hình chúng ta đi khắp thế giới, năm châu cũng vậy, chỗ nào cũng có hình chúng ta. Nó nhờ Facebook đó, thì họ cho mình cái những cái xe hình trên đó, thay vì giữ trong phone mấy ngàn tấm nó đầy, bỏ Facebook giữ dùng ha. Rồi chúng ta đeo pháp y vào, mặc áo tràng vào, hay chút chụp hình thì sửa y áo cho nó ngay nghiêm chỉnh thì chụp hình. Chương trình của chúng ta nó dài tới 1 giờ mới xong rồi. Nhắc lại hãy nhớ cell phone chỉ qua rung lên chính điện, không có nghe cell phone chính điện, nghe là ném bên bên nha, hoặc là có gì quan trọng thì chắc được rồi. Mấy đứa bé thì chúng ta cũng hướng dẫn không có la ó trên chính điện ha. Rồi vậy là thì nhắc nhở bây giờ một chùa thì bị từ từ quen theo cái thiền môn nó quy củ, thầy không có viết cái nội quy, viết nội quy thì nó có có khắc khe quá. Mong quý vị quan hỷ ha. Gì đâu Phật.
buổi lễ chúng ta đúng 10:30 hôm nay, như thời tiết và cũng như là sự vắng cho nên chúng ta chỉ có 11 giờ. Trước 11:05 chúng ta tập trung cho bàn tổ, những phật tử mà trong thỉnh sư thì vẫn tập bàn tổ, còn những phật tử mà lớn tuổi thì chúng ta đứng hai bên để xếp hàng để chắp tay đón chào quý thầy đến làm lễ. Chúng ta đối diện nhau hai bên vậy đó. Thầy nghĩ bây giờ có pháp y đeo vào thì chúng ta đứng hai bên đi, đứng hai bên được rồi đó. Thầy cho ban nghi lễ xuống dưới tổ đường để đọc cái lời văn thỉnh với thầy lên chứng minh và chủ lễ buổi khánh quế cúng dường Đức Từ Phụ, Đức Phật Ca Di Đà. Rồi chúng con cũng thỉnh quý tôn đức tăng ni đồng quan tập nơi tổ đường để cho ban thỉnh sư đọc vời các bậc để thỉnh quý thầy quan âm chánh điện chứng minh chủ lễ khánh quế Đức Từ Phụ Di Đà ngày 1/12/2019. Kính cung thỉnh chư tôn đức mời năm đức phật tử đứng đối diện nhau chắp tay trang nghiêm để chuẩn bị cung đón quý tôn đức thanh niên quan lâm bát trung cổ và chuẩn bị vào vị trí. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh. Kính thưa quý đồng hương Phật tử, chuông vang dội nghe như hồn tỉnh thức, gọi con người xa bể kiếp trần ai, như thúc giục ta về với bến giác, kẻ lạc loài trong bể nát khổ đau. Kính thưa quý vị, các nhà khoa học ngày nay đã công nhận trong vũ trụ cả hàng hà vô số thế giới, mỗi đêm chúng ta ngước mặt lên bầu trời, bao nhiêu ngôi sao lấp lánh hay lu mờ hiện ra trước mắt chúng ta, đó là bao nhiêu thế giới. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phương đông có vô số thế giới như các sông Hằng, phương tây, phương nam, phương bắc cũng đều có như thế. Trong bao nhiêu thế giới ấy, có thế giới ô uế, có thế giới thanh tịnh, có thế giới đau khổ, có thế giới an vui và có thế giới mới hình thành. Có thế giới sắp tiêu diệt, có thế giới thiên về vật chất cũng như thế giới trọng về tinh thần. Đức Phật Thích Ca đã dạy, trong vô lượng thế giới ấy, chỉ có thế giới cực lạc là vui hơn cả.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, đã đến giờ thực hành lại lễ khánh vía Đức Phật A Di Đà. Kính mời quý đồng hương Phật tử quan tập chánh điện, chúng ta nghiêm chỉnh sắp hành hai hàng để cung kính chư tôn đức Quan Lâm. Chúng con chỉ hành cung thỉnh chư tôn đức chỉnh trang pháp phục Quan Lâm hậu tổ, cho phép chúng con làm lễ thỉnh sư. Kính mời đại diện đạo tràng Phật tử chùa Phổ Hiền, Phật tử Từ Hiếu dâng lời tắc bạch thỉnh sư. Kính bạch trên cô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch trên Trinh Tôn Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni Chứng Minh, hàng Phật tử chúng con hôm nay cái duyên sự đảnh lễ xin dâng lời tắc bạch. Kính lạy tăng người thừa chỉ cả, thay thế tôn hoàng hóa đạo màu, tùy duyên hóa độ vô cầu, làm thầy vô phạm dẫn đầu chúng sinh. Kính bạch trên chư tôn tức tân mi chứng minh, hàng Phật tử chúng con hôm nay có duyên lành được tề tụ về chùa Phổ Hiền tham dự lễ khánh vía Đức Phật A Di Đà. Giờ này đạo tràng Phật tử đã được trang nghiêm thanh tịnh, chúng con đại diện cho đạo tràng Phật tử chùa Phổ Hiền thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni từ bi Quan Lâm đạo tràng chứng minh và thuyết giảng cho hàng Phật tử chúng con một thời pháp, ngưỡng mong quý ngài từ bi hứa khả để cho hàng Phật tử chúng con được ân triêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Tát Đại Chứng Minh.
Kính bạch chư tôn kinh tịnh đức tăng ni, kính thưa đạo tràng phật tử, vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức tăng ni cùng đại chúng đảnh lễ tam bảo. Chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Hải Tín xướng lễ. Tam bảo phật pháp tăng thế gian không chi bằng. Hôm nay chúng con xin về nương thành tâm kính đảnh lễ, nhân tâm đảnh lễ. Nam mô tổng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư Phật Đà Giả Tôn. Nhân tâm đảnh lễ. Nam mô tổng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư tôn pháp đặng ma gia tạng. Nhân tâm đảnh lễ. Nam mô tổng hư không biến pháp giới quá hiện vị lai thập phương chư tăng già gia chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể đạo tràng, vào giờ này chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức làm lễ thắp nến cầu nguyện. Nguyện cho con dứt khổ hồng trần, nguyện cho con sáng tỏ muôn chơn, và con cầu xin Phật tổ ban ơn con về tịnh độ chân tâm tự thường. Chúng con cung thỉnh kính mời thượng tọa Thích Hải Tín cùng đại đức Thích Thiện Minh cầu nguyện và thắp nến. Hãy thắp nến, mời cho một phút mặc niệm. Để tưởng nhớ công ơn của chư Phật, công ơn giáo dưỡng của thầy tổ, công ơn của các vị thánh tịnh đạo đã dâng trọn đời mình cho đạo pháp được trường tồn, và để tưởng nhớ công ơn sanh thành nuôi dưỡng của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp đã nuôi nấng chúng ta nên người, đồng thời chúng ta cũng tưởng nhớ đến ơn đất nước đồng bào, ơn vạn loài chúng sanh, tưởng nhớ đến các vị tiền bối hữu công, tưởng nhớ đến các chiến sĩ đã vì quốc phòng không và cho đất nước hòa bình hạnh phúc. Và giờ này chúng con cung thỉnh chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng lắng đọng tâm tư, nhất tâm tưởng niệm. Một phút mặc niệm bắt đầu. Niệm đã qua, chúng con cung thỉnh thượng tọa Thích Hải Tín cùng đại đức Thích Thiện Minh quý sư cô thắp nến cầu nguyện. Chúng con nhận thấy thượng tọa và đại đức đã cầu nguyện xong và chúng ta bắt đầu chuyển đến đến bàn. Sau khi quý thầy đã thắp nến, chúng tôi trân trọng kính mời quý phật tử chúng ta cùng ta tầm lượt về cùng nhau thắp nến cầu nguyện là bàn Phật Di Đà. Cung thỉnh chư tôn đức tăng chúng ta thắp từ chính giữa ra để tự khi mình thắp mình bưng thẳng cái đèn lên.
kinh Di Giá Đức Phật có dạy rằng: nay các người hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các người hãy lấy pháp của ta mà làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát. Đừng tìm giải thoát ở một nơi nào khác, đừng tìm giải thoát ở một kẻ nào khác, đòi các ngươi. Thắp nến một sáng, ngọn nến có ý nghĩa trí tuệ bừng lên ló biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ai, cam lòng chịu lệnh cơn khổ bệnh, hà quang với sạch bụi đi tai. Lung linh huyền diệu ánh đèn thiên, ngọn đuốc từ bi lưu truyền bao thế hệ. Diễn nghĩa Phật tả lời kinh, khai thông nguồn diệu pháp, soi tâm trí tỏ đạo màu, giúp cuộc đời thêm sắc thêm hương. Chính vì vậy mà hôm nay chúng con đồng nguyện với sự hy sinh cao cả, lòng từ bi rộng lớn, trí tuệ sáng suốt, ý chí hùng mạnh của chư Phật mà xin mời các tâm Phật ngồi mèn trí huệ để xóa đi bao nỗi u minh tâm tối nơi chính mình, một lòng cầu sự giải thoát nơi cảnh tình độ an nhàn. U minh dứt hết ngục hình, dương gian độ thoát chúng sanh không còn. Bồ đề nguyện lớn vuông tròn, chứng lên Phật quả không còn thực sanh. Quý Phật tử nào thắp đến xong thì chúng tôi trân trọng kính mời về vị trí của mình. U minh dứt hết ngục hình, dương gian độ thoát chúng sanh không còn. Bồ đề nguyện lớn vuông tròn, chứng lên Phật quả không còn tự sanh. Mỗi bước chân là mỗi đón sen, thấm nhuần bữa pháp sáng hoa đèn, bừng lên chân lý nơi người tọa. Mỗi bước chân là mỗi đón sen. Thắp bưng cái đèn lên, đưa sáng vô rồi kiên qua, nó dễ dàng trong việc đốt nến cầu nguyện. Lượng quan trí tuệ chiếu vô biên, lượng thọ trường sinh bằng hữu thiền, vô lượng từ bi khôn cải xiết, tình độ đây rồi diệt mầu niên. Chúng con thật hạnh phúc khi thiết đạt ánh sáng trí tuệ từ Ngài soi sáng đến chúng con. Đây là cầu nối sự truyền thông của Phật và chúng sanh có danh hiệu vô lượng thọ, vô lượng quan. Mọi người mọi ngọn lửa tim về đây thắp sáng đi tìm chẳng như pháp Phật ngọn lửa tình thương truyền đánh tỏ sáng ngàn phương muôn loài. Thắp nến hay còn tượng trưng sắc đèn tâm cầu nguyện cho chúng sanh chiếu tỏ khắp mười phương, tẩy trừ mê đắm trong tâm. Nam mô Di Đà Bồ Tát. Tiếp theo chương trình, chúng con xin trân trọng cung thỉnh chư tôn đức phân lập lượng ban và an tọa. Chúng tôi xin kính mời quý Phật tử đồng an tọa. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, tăng là những bậc chân tu biết lời huyện mộng giả từ giả đi, thấm nhuần trí tuệ từ bi độ đời thoát khỏi tham si khổ sở. Về tham dự trong buổi lễ hôm nay, chúng con cung kính giới thiệu Thượng tọa Thích Hải Tín, trụ trì chùa Liên Hoa. Đại đức Thích Thiện Bình, trụ trì chùa Phổ Hiền. Sư cô Thích Nữ Chúc Định, thường trú chùa Phổ Hiền. Sư
cô Thích Nữ Chúc Huệ, thường trú chùa Phổ Hiền. Và về tham dự cùng góp lời cầu nguyện cho buổi lễ hôm nay, chúng tôi cũng xin trân trọng hân hạnh chào đón quý thiện nam tín nữ Phật tử xa gần hoan hỷ về tham dự đông đủ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và xin được gặp pháo tay. Một lần nữa, chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn điện tịch và lỡ lời cầu chúc an lành đến với toàn thể quý đồng hương Phật tử. Kính chúc buổi lễ hôm nay được thành công mỹ mãn. Chương trình được bắt đầu là lời tuyên bố lý do. Chúng con xin trân trọng kính mời Đại Đức Thích Thiện Bình. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Ngưỡng bạch chư tôn tịnh đức tăng ni nhị bộ cùng toàn thể quý nam nữ Phật tử hiện diện trong đạo tràng chùa Phổ Hiền. Đức Phật Di Đà là vị giáo chủ của cõi Tây Tây Phương, tiếp dẫn chúng sanh phát tâm nguyện sinh về đất nước an lạc của Ngài. Ngài rất gần gũi với tất cả chúng sanh. Lời nguyện của Ngài là tiếp dẫn chúng sanh về thế giới an lành cực lạc Tây Phương khi mạng báo thân này. Tuy Ngài đã thành Phật cách đây hơn 10 kiếp ức kiếp, nhưng nguyện lực của Ngài đối với chúng sanh vô tận vô biên. Ngài nguyện độ khắp chúng sanh trong cõi đời ngũ trược. Ngài có công đức và hạnh nguyện rất quảng đại vô biên. Ngài có nhân duyên qua độ chúng sanh vô cùng tận. Ngài muốn cho tất cả chúng sanh được vào cõi an lạc giải thoát. Cho nên Đức Phật Thích Ca dạy rằng hạnh nguyện của Đức Phật A Di Đà là khai thị pháp môn tịnh độ, tu hành rất dễ dàng, từ thượng lưu cho đến người bình dân. Hỷ pháp tăng tu hành đều được giải thoát, nguyện vãng sanh về miền cực lạc, dứt hết liền các nghiệp trần lao, liên hoa chính phẩm đặng vào, trường sinh tự tại tiêu dao hưởng nhạc. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa các toàn thể quý Phật tử, với ánh sáng hào quang vô lượng của đức từ phụ A Di Đà, với cánh tay quyền diệu luôn chào đón nhận tất cả chúng sanh mong cầu thoát khổ. Nguyện cầu hết thảy những người con Phật cùng suy nghĩ làm theo hạnh Phật, nói những điều Phật đã làm những hạnh Phật từng dạy chúng ta, để tương lai và chúng ta cùng về nẻo giác, góp phần cầu nguyện cho thế giới hòa bình, nhân sanh an lạc. Mỗi người là một bình minh luôn luôn tỏa sáng hành trình thân tâm, cùng nhau bỏ sức hào tràng để xây đắp hành nguyện nhân gian nhiệm màu. Thiết nghị trong những người con Phật khắp nơi trên thế giới cũng đều tổ chức lễ khánh vía để tri ân công hạnh của đức từ phụ A Di Đà. Riêng chùa Phổ Hiền, đạo tràng từ bi của chúng ta cũng hướng lòng về cõi Tây Phương cực lạc, long trọng làm lễ khánh vía tưởng niệm đức từ phụ A Di Đà để chí thành ôn lại hạnh nguyện của đấng cha lành vĩ đại đã vì chúng sanh thị hiện nơi ngũ trược này để hóa độ chúng sanh. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay. Chúng tôi đại diện ban tổ chức xin tuyên bố khai mạc buổi lễ hôm nay. Nam mô Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý Phật tử, mỗi bước chân là mỗi đó sen thấm nhuần bữa pháp sáng hoi đèn, bừng lên chân lý ngời ngời tỏa, mỗi bước chân là mỗi đó hoa sen. Vậy này chúng con cung thỉnh chư tôn đức và đại chúng đồng trì tụng 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Chúng con xin trân trọng kính mời Thượng tọa Thích Hải Tín chủ trì.
trước. Hôm nay chúng ta tụng kinh cho nó ấm lên, rồi chút xíu nữa rồi chúng ta nghe pháp ha. Phương vô lượng Phật.
Oh.
Ta ba tăng điều lo mang đa đa
Rồi cao tăng cả đến bằng những sanh bồ sớ trợ người.
Phật mười phương khai quán hoàng xá vô lượng chúng sanh kiên ngộ đứng nơi đạo chánh chân vô lượng vừa cần công hành của hạng tầm thường tiện tu đứng vô vị, nếu không như vậy thì tôi dặn lấy ngồi trên gian. Giờ sư khi tôi thành Phật Bồ Tát trong nước, tôi thừa thần lực Phật đi cúng dường chư Phật quan bờ ăn. Mười phương
nếu không như vậy thì thôi chẳng lệ thôi chân gian. Và sự khi tôi tâm bất hạ thì nhận lúc tôi muốn được cái phục thiền thì nguyện hiện đến đi phòng đẹp đúng pháp như Phật khen người tự nhiên mà trên tân. Nếu còn phải quay cách nhậm nhật thì tôi nhận lấy ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật đàn thiên nhân tôi hơn thọ quay là chẳng như bình lộ thần thì kéo thì tôi chẳng lệ ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật Bồ Tát nước tôi thì muốn tây vô lượng nước Phật trang nghiêm thanh tịnh mười phương thì liền được tối nguyện điều được soi thấy ở trong những cây bắp thấy mắt mình điện rõ trong gương sáng. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy coi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quan độ phương khác nghe danh hiệu tôi từ đó đến lúc thành Phật nếu các căn tâm còn thiếu sâu chẳng được đầy đủ thì tôi chẳng lấy coi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thời địa chứng được thanh tịnh dài thoát tâm môi khoảng một lòng hoan nghi cúng dường vô lượng bất cả tư nghị chư Phật Thế Tôn. Không như tâm danh ở đình nếu không như vậy thì tôi nhận lấy ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quân độ vẫn khác nghe danh hiệu tôi sau lúc thọ chúng sanh và tôn quy. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lệ ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quân độ phương khác nghe danh hiệu tôi vui mừng ngỡ tu hành Bồ Tát đầy đủ còi công đức. Nếu không như vậy thì tôi nhận lấy ngôi chân giác. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quốc độ phương khác nghe danh hiệu tôi thấy đều chân đường vô đăng tam muội ăn trụ trong tam muội này đến lúc thành Phật thường thấy vô lượng bậc khả tư nghị tất cả chư Phật. Nếu không vậy thì tôi chẳng lệ ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở trong nước tôi thì nguyện của mỗi người muốn được nghe pháp liền tự nhiên được nghe. Nếu không như vậy thì tôi chẳng lấy ngôi chân gian. Và sự khi tôi thành Phật chúng Bồ Tát ở quận độ phương khác nghe danh điều tôi mà chẳng liền đường đến bằng bằng thôi chúng Bồ Tát vào Phật độ phương khác nghe danh hiệu tôi mà chẳng liền nương đệ nhất nhẫn đệ nhĩ nhẫn mà đệ tam bát nhàn nơi khác Phật pháp còn vâng vâng tôi chuyển thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác mà thân Phật thân tịnh tự lưu ly trí Phật sáng người như trăng sáng. Phật ở thế gian thường cứu khổ tâm. Phật không đau công từ bi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Bi.
Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con vọng trong bốn chữ hiền thánh, cầm lồn đào bấm đăng thi bố sai bìa tùy quyền dạy bao mang linh tiêm thi và đăng vô lần ba la mật tăng đức lục vị cô bà gào tăng á văn giới hồ tình na bồ đông cung dường tự hiện diện tại đạo tràng
cùng thập phương ba tánh Bồ Đào, cùng khắp chúng sanh thâm tâm an lạc, thường được các tường xa địa, nghiệp chướng bao chướng, bệnh chướng, phiền não chướng, hằng ngày siêng năng tinh tấn tu hành, Bồ Đề tâm kiên cố, trí tâm thường minh tinh, tâm hộ trì tam bảo, một hầu được Phật A Di Đà thọ kiến, gia đình quyến thuộc đoàn viên, con thảo cháu hiền, lại hồi hướng công đức này, kỳ nguyện kỳ siêu chương linh cửu huyền thập tổ, ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, cùng kỳ siêu tất cả chương linh thờ tự tại linh đường thú viện phổ hiền, cùng kỳ siêu linh nguyện thị vân pháp danh từ quan từ trọng nghệ bí bốn tháng 11 năm 2019 hưởng thọ 95 tuổi, hôm nay là tháng tư nhân. Kỳ siêu hương linh quyền ngọc thành và chánh minh từ quan, mà từ trần ngày 21 tháng 8 năm 2019 nhằm ngày 21 tháng 7 năm kỷ hợi, hương thọ 71 tuổi, bách nhật trái tuần. Kỳ siêu hương linh phạm thị phân anh pháp danh diệu tăng, từ trần ngày 18 tháng 10 năm 2017 hưởng thọ 62 tuổi. Kỳ siêu hương linh thái thị ba pháp danh diệu lạc, từ trần ngày 9 tháng 11 năm 2019 hưởng thọ 85 tuổi. Kỳ siêu hương linh nguyện thanh tùng hưởng trần ngày 10 tháng 9 năm 2019 hưởng dương 50 tuổi. Kỳ siêu linh tinh thị hưởng từ trần ngày 8 tháng 7 năm 2019 hưởng thọ 72 tuổi. Và kỳ siêu chướng linh chiến sĩ trần vong đồng bào tử nạn, các loài cô hồn oan gia trai, trụ nhiều đời nhiều kiếp, nguyện chướng linh ngoài lực tam bảo, lại đạo tu viện phổ hiền, nghe kinh niệm Phật lạy Phật, hồng danh sám hối ba nghiệp sạch không, đồng Phật vạn sanh Tây Phương tịnh độ, phổ nguyện nhân dân cộng lạc, cõi cõi quán huy tăng già truyền, ba cư sĩ hộ trì trăm họ quy y, đồng thành Phật đem công đức.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thượng tọa, quý đại đức, quý sư cô và toàn thể quý Phật tử, cùng xong tám lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, cùng lại 12 lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, chúng tôi xin kính thỉnh chư tôn đức an tọa và kính mời tất cả quý Phật tử chúng ta làm an tọa. Chư tôn đức ngàn lần cao quý, thay Phật Tuyên Dương Phạm Diệu Huyền là phước điền cho muôn loài gieo duyên, là mô phạm cho nhân thiên cung kính. Giờ phút này còn thể là đoàn Phật tử chúng con đã cùng với quý thầy, quý sư cô sau khi đọc tụng những lời nguyện của Phật Di Đà, chúng con Phật tử đạo tràng chùa Phổ Hiền đang thanh tịnh hướng về chư tôn đức. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Thích Hải Tín từ quy thiện pháp cho đoàn thể đạo tràng Phật tử chúng con một thời pháp thoại, để chúng con